kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa bà con, hôm nay ngày 7 tháng 9 năm 2022, khủng hoảng phân bón trầm trọng ở châu Âu. Hiện các nước châu Âu đang rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc khi đang chịu đồng thời cuộc khủng hoảng kép giữa phân bón và khí đốt. Tương tự tình cảnh của Trung Quốc, hiện các doanh nghiệp sản xuất phân bón ở châu Âu bị buộc dừng hoạt động hoặc thậm chí phá sản vì thiếu khí đốt để duy trì sản xuất. Lượng khí đốt của các quốc gia châu Âu hiện giờ đang phụ thuộc vào khí đốt lỏng của Mỹ, nhưng giá nhiên liệu này cao ngất ngưỡng khiến các nhà máy phân bón không đủ kinh phí để hoạt động. Việc thiếu nguồn cung phân bón và giá tăng cao khiến nông dân giảm bón phân cho cây hơn và thế giới đối mặt với nguy cơ sản lượng nông sản thấp. Nhìn về bức tranh tổng thể, tình trạng này càng đáng báo động hơn khi Hiệp hội Phân bón Quốc tế dự báo nếu công suất sản xuất phân đạm của châu Âu giảm khoảng 25%, thì mức nguồn cung phân đạm toàn cầu trong năm 2023 có thể giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008. Trước thực trạng này, dĩ nhiên tình hình trong nước cũng sẽ bị ảnh hưởng. Giá mặt hàng ure cũng đã tăng ở một vài khu vực. Khu vực Tây Nam Bộ, Cà Mau 745-760.000 đồng. Phú Mỹ 735-760.000 đồng, Bình Điền 704-709, ure Hà Bắc 740-790.000, Ninh Bình 703-780.000, Trung Quốc 706-801, ure Indo hạt đục, ure Malaysia hạt đục và ure Brunei hạt đục đều có giá từ 760.000 cho đến 810.000 đồng. DAP Hồng Hà 1.350.000 cho tới 1.450.000 đồng. Đình Vũ 1.1 triệu cho tới 1.2 triệu, Đức Giang 1.1 triệu cho tới 1.190.000 đồng, Philippines 1.250.000 cho đến 1.350.000 đồng, Hàn Quốc là 1.350.000 cho tới 1.430.000 đồng, DAP Nga đen 64% 1.350.000 đồng cho đến 1.450.000 đồng, phân kali miễn Cà Mau là 908 cho đến 1.050.000 đồng. Phú Mỹ là 908 cho đến 1.040.000 đồng. Ba con cò 909 cho đến 1.050.000 đồng. Canada là từ 909 cho đến 1.080.000 đồng. A16, 168 Bình Điền 790 cho tới 804. Cà Mau là 800 cho tới 860.000. Phú Mỹ là 790 cho tới 850.000 đồng. Ba con cò là từ 900.000 cho tới 950.000 đồng. Việt Nhật là 830 cho tới 890.000 đồng. Hàn Quốc 16168 cộng 9S là từ 800.000 cho tới 850.000 đồng. 16168 TE Việt Nhật là 920 cho tới 970.000 đồng. NBK 20-20-15 3 con cò 1.195.000 cho tới 1.240.000 đồng. Bình Điền 1.000.000 cho tới 1.050.000 đồng. Sông Danh là 1.050.000 cho tới 1.100.000 đồng. NBK 20-20-15 TE Bình Điền có giá là 1.050.000 cho tới 1.100.000. Phân lân Super Lân Long Thành có giá từ 280 cho tới 320.000 đồng. Phân lân Văn Điển từ 250.000 cho tới 290.000 đồng. Ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, phân ure Cà Mau 760 đến 810.000 đồng. Phú Mỹ 750 đến 800.000, Bình Điền 706 đến 801, ure Hà Bắc 750 đến 800.000, Ninh Bình là 730 đến 790, Trung Quốc là 760 cho đến 810.000 đồng. DAP Hồng Hà 1.350.000 cho tới 1.450.000 đồng, Đình Vũ 1.1 triệu cho tới 1.2 triệu, Đức Giang 1.1 triệu cho tới 1.190.000 đồng. NBK 20-20-15 TE Bình Điền từ 975.000 cho tới 1.050.000 đồng. 20-20-15 Bình Điền có giá từ 904 cho tới 1 triệu đồng. 20-20-15 3 con cò 1.050.000 cho tới 1.150.000 đồng. 20-12-7 TE Bình Điền từ 950.000 cho tới 980.000 đồng. 18-86 Việt Nhật 870 cho tới 900.000. 18-86 TE Việt Nhật 830 cho đến 880.000. 16-8-14-12S Việt Nhật 850 cho đến 900.000 đồng. 14-14-14 Philip 1.010.000 cho tới 1.050.000 đồng. 15-5-10-14S Lào Cai có giá từ 506 cho tới 601. 16-88 Phú Mỹ là từ 801 cho tới 850.000 đồng.
16168 cộng 13S TE Phú Mỹ là 850 cho đến 890.000 đồng. 20-55 Bình Điền là từ 700.000 cho tới 740. 17-19-9 cộng TE Phú Mỹ là 809 đến 904. 18-4-22 TE Bình Điền 970 cho tới 1.010.000 đồng. 17-7-18 TE Cà Mau 804 cho đến 880.000 đồng. 17-7-17 TE Cà Mau là 850 đến 880.000 đồng. 17-15-9 TE Phú Mỹ có giá từ 830 đến 870.000 đồng. Phần Lân Văn Điển có giá từ 204 đến 209. Lân Lâm Thao là 204 đến 207. Lân Đen 201 đến 260.000 đồng. NBK 16-168 Cà Mau và Phú Mỹ có giá từ 804 đến 890.000 đồng. Việt Nhật là từ 800 đến 860.000 đồng. Philip Korea có giá từ 850 đến 900.000. 16-168 cộng TE Philip Korea 860 đến 900.000 đồng. Phân Cali Cà Mau 908 cho đến 1.050.000 đồng. Phú Mỹ 908 cho đến 1.040.000 đồng. Cali bột Phú Mỹ 950.000 cho đến 990.000 đồng. Phân SA Nhật là từ 450.000 cho tới 500.000 đồng. SA Trung Quốc là từ 550.000 cho tới 590.000 đồng. SA Đài Loan 520.000 cho đến 570.000 đồng. Khu vực miền Trung. Phân Ure Cà Mau 760 đến 810.000 đồng. Phú Mỹ 750 đến 800.000, Bình Điền 760 đến 801. Ure Hà Bắc 750 đến 800.000, Ninh Bình là 730 đến 790. Trung Quốc là 760 cho đến 810.000 đồng. NBK 20-20-15 song danh từ 1.035.000 cho tới 1.090.000 đồng. Đầu trâu là 1.070.000 cho tới 1.150.000 đồng. Bông lúa là 904 cho đến 980.000 đồng. Ba con cò là 1.110.000 cho tới 1.150.000 đồng. NBK 16-168 Cà Mau từ 870 cho đến 910.000. Phú Mỹ là 860 cho đến 900.000. Lào Cai là 804 cho đến 890.000 đồng. Đầu trâu là 870 cho đến 900.000 đồng. Lâm Thao là 850 cho đến 900.000. Việt Nhật cũng từ 850 cho đến 900.000. NBK khác 16-88 Phú Mỹ là từ 804 đến 809. 15-5-10-14S Lào Cai là 508 đến 620.000. 20-12-7 TE Bình Điền là từ 900.000 cho đến 950.000. 19-16 Sông Danh là 820 đến 850.000 đồng. 20-66 Ninh Bình là 709 đến 804. 13-13-13 Lâm Thao 850.000 cho đến 880.000. 16-8-16 Phú Mỹ là 809 đến 904. 16-8-8 Lâm Thao là từ 800 cho đến 850.000 đồng. Phân Cali Cà Mau có giá từ 950 cho đến 1 triệu đồng. Phú Mỹ là từ 950 cho đến 1 triệu đồng. Cali bột Hà Anh là 905.000 cho đến 950.000 đồng. Cali hạt rồng đỏ là 910 cho tới 950.000 đồng. Phân Lân Lâm Thao là 250 cho tới 290.000 đồng. Lào Cai là 204 đến 208. Văn Điển là 250 cho tới 290. Ở khu vực Đông Bắc Bộ, phân Ure Cà Mau 770 cho đến 820.000 đồng. Phú Mỹ là 760 đến 710.000 đồng. Bình Điền là 770 cho đến 820.000 đồng. Ure Hà Bắc là 760 cho đến 810.000 đồng. Ninh Bình là 750 đến 790.000 đồng. Trung Quốc là 760 cho đến 810.000 đồng. DAP Đình Vũ là 950 cho tới 1 triệu đồng. Hàn Quốc là 1 triệu 4 cho tới 1.450.000 đồng. Hồng Hà là 1 triệu 3 cho tới 1.390.000. 13 TE Bình Điền, phân NBK nha bà con, là từ 890 cho tới 930.000 đồng. NBK 16-16-8 Việt Nhật là 850 cho tới 900.000. 16-16-8 cộng TE Việt Nhật là 880 cho tới 920.000 đồng. 16-16-8 ba con cò là 809 đến 902. 16-16-8 Phú Mỹ là 807 cho tới 902. 16-16-16 ba con cò là 809 đến 902. Lộc Điển là 850 đến 900.000. Lâm Thao,
Phân Lân Lâm Thao 270 cho tới 301, Lân Lục Điền 209 cho tới 304, Lân Văn Điển 250 cho tới 208, Cali Cà Mau 809 đến 950, Phú Mỹ là 808 đến 904, Ba Con Cò là 900 cho tới 950, Cali Bột Canada là 806 cho tới 902, Cali Bột Hà Anh là 850 đến 900 ngàn, Cali Bột Phú Mỹ là 900 ngàn cho đến 950 ngàn đồng. Bà con lưu ý giá tham khảo trên mỗi bao 50kg và áp dụng mua bằng tiền mặt nha bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh. Xin kính chào.